Chanathip chỉ ra nguyên nhân khó tin khiến Thái Lan liên tục thua Việt Nam. Ngôi sao số 1 bóng đá Thái Lan, Chanathip Songkrasin tỏ ra không hài lòng vì các cầu thủ trẻ Thái Lan liên tục để thua Việt Nam. Trong thời gian qua, bóng đá trẻ Thái Lan liên tục sa sút và có thành tích kém cỏi khi đối đầu với các đại diện của Việt Nam. Trước những màn trình diễn đáng buồn này, ngôi sao số 1 bóng đá Thái Lan, Chanathip đã có những phân tích về nguyên nhân khiến đội trẻ của Voi Chiến thường thua thiệt trước Việt Nam. Bóng đá Thái Lan gần đây đang sa sút rất nhanh, đặc biệt các tuyến trẻ. Một phần nguyên nhân là vì các cầu thủ ngày nay thi đấu chỉ nghĩ về tiền nhiều hơn là sự quyết tâm và cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển. Trước đây, khi tôi mới trưởng thành, môi trường bóng đá khác hẳn bây giờ. Lúc đó, bản thân tôi không bao giờ nghĩ về chuyện lương bổng nhiều hay ít, mà chỉ luôn cố gắng thi đấu tốt nhất để được khoác áo tuyển quốc gia, Chanathip chia sẻ. Ngôi sao đang thi đấu ở V-League khẳng định: nếu được yêu cầu tập luyện dù chỉ một mình, anh cũng cảm thấy vui lòng bởi điều này khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Chân sút sinh năm 1993 cho rằng các cầu thủ trẻ ở Thái Lan đang sống quá vật chất và không muốn nỗ lực dù đang được hưởng những ưu đãi tốt nhất. Các cầu thủ trẻ nhận được những điều kiện tốt nhất để tập luyện, ăn uống khoa học và bài bản. Ngoài ra, họ cũng được sử dụng những công nghệ tiên tiến phục vụ cho thi đấu. Đáng lẽ các cầu thủ phải tốt hơn, nhưng ngược lại, họ càng ngày càng sa sút. Do đó, nguyên nhân phải được nhìn nhận lại thấu đáo và xem liệu có phải là do động lực đi xuống hay vì ngày nay cầu thủ chỉ nghĩ đến vật chất nhiều hơn là sự cống hiến. Chanathip tiếp tục. Thông tin liên quan, cách đây không lâu, Chanathip đã tuyên bố sẽ không cùng đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2022. Nguyên nhân là anh đang bị chấn thương và cũng muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài phải cày ải liên tục.